Xin chào tất cả các anh em nha. Vào ngày 7 tháng 11 năm 2020 mình gửi đến các bạn một cái video hướng dẫn nhận 0.03 token NKR này bạn. Thì hôm bữa nay nó có mình lên form rút tiền bạn. Bạn nào có làm dự án thì rút tiền thì mình phải chịu mất một khoản phí BNB như tất cả các bạn. Thì con này nó tổng cung nó có 27.000 token các bạn. Thì tổng cung nó khá là khiêm tốn, giá khá là cao luôn các bạn. Thì mình rút các bạn thì các bạn phải mất phí là 0.012 BNB các bạn. Thì nó có hai cái ví BNB Smart Chain và BNB Wallet nè các bạn. Thì mình bạn nào có ví nào thì phí nào thì các bạn nạp phí nấy các bạn. Thì mình có ví BNB Smart Chain nè bạn, thì mình copy cái địa chỉ này các bạn sao chép đây nè, 0.012 BNB. Thì các bạn chúc của tất cả các bạn 0.02 thì các bạn gửi. Các bạn nhấp vào các bạn. Dán số lượng pin bi 0.012. Không khoát 0.012 và các bạn tiếp tục nữa mà rồi các bạn không gửi nữa mà rồi tiếp tục thì các bạn mở lên phone nữa các bạn. Mở lên form ra thì các bạn dán mình ra đây các bạn. Các bạn nhấn vào ba lần cùng các bạn nhập setting đây các bạn. Các bạn copy username của mình nha các bạn. Nó cộng anh 1133. Submit Telegram username. Nó cộng anh 1133. Tiếp tục thì địa chỉ BNB Smart Chain nha các bạn. Thì trước kia các bạn khai báo trên bot địa chỉ dưới nào thì các bạn copy lại địa chỉ dưới đó các bạn. Đầu ta ta các bạn chờ một chút nha các bạn. Tôi cần là list sàn Vindat kiểu Bankake Swap đồ, list rất nhiều sàn các bạn. Và các bạn chờ mình chút xíu các bạn. Thì các bạn mở con bot ra các bạn. Trước kia các bạn khai báo địa chỉ cái bot nào thì các bạn copy lại địa chỉ ETH trên đó mà. Và các bạn copy địa chỉ ETH cũng được. Các bạn chỉ copy lại nè các bạn. Bạn bắt vào đây các bạn. Nó cũng cùng chung địa chỉ với ETH các bạn. Rồi các bạn chỉ việc bấm gỡ thôi nha các bạn. Rồi, ok, như vậy mình hướng dẫn các bạn rút tiền từ sáng NKR đây cũng kết thúc các bạn. Vì mình chào tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn những video lấy tiếp theo từ mình nhé.